Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Cụ già áo vàng bịt mặt buồn bã thở dốc một hơi dài và nói: "Vượt qua sở liệu của lão phù, hai vị đã cầm cự được 11 hiệp đúng. Kể ra hai người ấy cũng là hai kiếm thủ cự khôi, chết đi thật là uổng." Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy năm quái nhân nọ lưng lưu ra tay, người nào thủ đoạn cũng cực kỳ cay độc. Lòng của chàng bỗng dâng lên nư giận không đâu, giọng đầy hằn học nói: "Hoa mổ tuy tài nghệ chưa tin, nhưng không sao vừa mắt được cái đám hung đồ cuồng ngạo giết người chẳng gớm tay này. Xin tạm biệt lão tiền bối." Dứt lời, chàng rướn người định nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhưng giữa lúc thân hình của chàng vừa liều mặt đất, bỗng cảm thấy cánh tay phải tê dại. Cườm tay của chàng đã bị bàn tay cứng như sắt của cựu già bịt mặt giữ chặt, và thân hình của chàng bị dội ngược trở lại. Cụ già dúi nhẹ chàng khuất mình sau tảng đá, buông tay chàng ra. Ông ta sầm giọng khẽ trách: "Nhóc con, mày định làm cái gì đây?" Hoa Sĩ Kiệt nư giận vẫn còn, mím môi gằn giọng nói: "Tại hạ muốn liều mạng với bọn chúng." Cụ già bịt mặt cười nhạt: "Tiểu tử, với hành động ấy của mì có khác chi là cởi cọp qua sông, không phải là cái dũng của người quân tử. Thử nghĩ với tí võ công trên người của ngươi, định cùng năm quái nhân kia liều lĩnh giao tranh, khác gì lấy trứng chọi với đá, chết gì vô lối thế hả?" Hoa Sĩ Kiệt vội chặn lời nói: "Tại hạ tuy biết mình không phải là địch thủ của đối phương, nhưng rất vui lòng để vì đồng đạo võ lâm mà hy sinh, còn hơn những kẻ võ công cao cường lại tham sinh quý tử. Dù có sống được 100 năm cũng chẳng có nghĩa lý gì." Cụ già bịt mặt bị đối phương mắng xéo, thoáng tái mặt cười nhạt đáp: "Nhóc con, luận điệu của người có quá si cuồng không? Chết có khi nặng tựa Thái Sơn, cũng có lúc nhẹ tựa Long Hồng. Tùy lão phù cũng gọi là biết chút ít võ công, nhưng nếu trường mặt ra chẳng khác gì đi vào chỗ chết thôi." Xong kết thúc ngàn câu nói bằng một tiếng thở dài ảo não. Lúc bấy giờ năm quái nhân ở trong trận đang ngửa cổ buông tiếng chuỗi cười dài đắc ý. Ngộ Tịnh chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa định nhảy xuống đài, quái nhân áo xanh dục dứt hẳn tiếng cười rồi cất giọng lanh lảnh nói: "Nếu các người tự biết số phận của mình thì hãy xuống tài tự kết liễu đi thôi, bằng không từng người một xuống đây mà chịu chết. Nếu chẳng thế thì năm chúng ta sẽ lần lượt đưa các ngươi xuống thành uổng tử." Khi cờ tử chưởng môn phải cùng luân, cùng Ngộ Tịnh thiền sư xưa nay là bạn chí thân, vội khẽ rỉ tai cùng Ngộ Tịnh nói: "Đạo trưởng tạm thời bất tất phải khinh suất. Chúng ta hôm nay đồng lâm đại nạn, nên cùng thương lượng mong tìm kế vẹn toàn để đối phó. Chẳng bằng thế thì khó có kẻ nào may mắn sống còn." Quái nhân áo xanh bỗng bật tiếng cười rồi nói: "Tốt lắm, ta cũng rộng cho các ngươi thương lượng trong khoảnh khắc, xem các ngươi dùng cách nào để đối phó với chúng ta đây." Tai mắt của quái nhân quả nhiên là đặc biệt linh mẫn. Những lời thì thào của Tri Cơ Tử cách xa có hơn 10 trượng, hắn vẫn nghe được rõ ràng. Ngộ Tịnh chân nhân trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: "Để một mình bần đạo tự kết liễu, rồi kết thúc vấn đề kỳ án này của 20 năm về trước. Quả mày mới cứu vãn được trận sát kiếp hôm nay." Tri Cơ Tử lắc đầu phản đối: "Phương pháp ấy không có lợi ích với sự tình trước mắt. Theo thiện ý của bần đạo, chúng ta nên đoàn kết và bầu ra một vị chỉ huy tạm thời. Mọi người cùng dốc sức chung tài, quả mày mới vượt khỏi nguy cơ hiện tại này." Thiên Hạc đạo trưởng của Hòa Sơn vội gật đầu tán đồng: "Lời của Tri Cơ chưởng môn rất là phải. Chúng ta nên bầu ngay một người để phát huy lực lượng thống nhất của quần hùng. Bần đạo từ lâu nghe danh Thất Thất Liên Hoàng trận của Nga Mi, Thiếu Hạo trận của Côn Luân, Bát Quái chưởng của La Phù. Mỗi phái đều có độc môn riêng. Nếu do một người phát ra hiệu lệnh tùy thời bài bố những kỳ trận kia, bọn chúng dù có khả năng phi thiên độn thổ cũng chưa chắc đã chịu sể
sự hợp công của chúng ta đâu. Thì Cờ Tử đạo nhân lại lên tiếng nói tiếp. Đại họa đỡ trước mắt rồi, không dùng cho chúng ta chần chờ thêm được nữa. Thỉnh Ngộ Tịnh chân nhân trưởng môn Ngà Mì thống lãnh chỉ huy tất cả quần hùng năm non bãi núi trên thế đại này, chẳng phân biệt phái môn, đều nâm nấp rắp theo sự chỉ huy của Ngộ Tịnh chân nhân. Chư vị có đồng ý như vậy không? Tất cả quần hùng có mặt đều nhao nhao giơ tay tán đồng. Ngộ Tịnh chân nhân thấy tình thế nguy cấp đến nơi, chẳng tiện thoái thác, vội ngồi vào chiếc bàn giữa đài sang sảng cất lời. Chư vị bằng hữu anh hùng đã tin cậy đề cử bần tăng đứng ra lãnh trọng trách hôm nay. Bần đạo gẫm lại, mình tài sơ đức bạc, đáng lý chẳng dám nhận trọng trách ấy. Nhưng vì tình thế cấp bách quá, nếu cứ nhường lẫn nhau tất sẽ lờ đi đại sự. Xin chư vị tạm thời nghe theo các đặc của bần đạo để cùng nhau dẹp đại nạn chung. Ông ngừng lời lại trong giây lát, rồi quay sang dặn dò Kỳ Phong đạo nhân là đệ tử thủ tọa của Ngà Mì. Đệ tử của Ngà Mì bản phái, tạm thời do người thống lãnh, mau kéo đến trận trường, bài thớp thớp liên hoàn trận, ngăn trở năm tên quái nhân ấy vượt qua sân trống. Kỳ Phong đạo nhân xá dài tuân mạng, lập tức thống lãnh 49 đệ tử của Ngà Mì nhảy xuống thảy đài. Chỉ khoảnh khắc sau thì nơi khoảng trống trước lễ đài đã bài xong trận thất thất liên hoàn. Kỳ Phong là đệ tử thủ tòa đời thứ hai của Ngà Mì phái. Võ công đã được Ngộ Tịnh chân nhân chân truyền. Trận thế vừa bố trí xong, Kỳ Phong đạo nhân xõa tóc đứng chống kiếm trước trận, lớn tiếng thách thức. Năm con quái vật kia, bọn ngươi bước kỳ trận này chăng? Quái nhân áo xanh đứng bên góc trái biểu môi cười lạc. Thứ soàn xỉn thất thất liên hoàn trận hả? Đồ trẻ con cũng dư biết. Nó có đáng chi lạ đâu mà quên quang chứ. Quái nhân tuy ngoài mặt nói thế nhưng ở bên trong lòng đã lo âu. Vì đối với số học cửu cung bát quái tuy có học qua nhưng không tinh thông cho lắm. Một khi lỡ vào trận địa chẳng xông ra được thì còn chi uy danh của kim xà phiếu. Kỳ Phong đạo nhân nghe đối phương đáp xong cũng chột dạ khiếp thầm. Thất thất liên hoàn trận này là kỳ trận độc đáo của Ngà Mì phái tà sáng chế. Quái nhân áo xanh đã biết tên trận, tất nhiên là cũng phải biết cách phá. Đang còn phân vân lưỡng lự, chợt nghe quái nhân áo xanh cười khải rồi tiếp lời. Tuy trận ấy có thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng dưới mắt của chúng ta chúng chẳng có đáng sợ gì. Kỳ Phong đạo nhân cố làm vẻ bình tĩnh rồi đáp. Quái vật, mi đã ngông cuồng khoác lác như vậy, khinh thường bán trận như thế, nhưng có dám xông vào phá trận hay không? Quái nhân áo xanh khẽ rỉ tai nói nhỏ với bốn đồng bọn, rồi lập tức quát lớn. Có chi mà không dám? Nói đoạn phi thân bay vút vào trận. Bốn quái nhân còn lại cũng rùng mình lao theo. Trên gót của quái nhân áo xanh xâm nhập vòng trận. Kỳ Phong đạo nhân tay rung trường kiếm, tóc xõa theo chiều gió, cũng bay vút vào vị trí trung ương của kỳ trận. Miệng lâm râm đọc ca kể có dần. Trận thế liền theo đó mà nhốn nháo phát động. Hòa Sĩ Kiệt nhìn thấy sư huynh bài bố thất thất liên hoàn trận, dù được năm quái nhân cùng nhập trận, cảm thấy yên tâm phần nào, quay sang nói với cụ già Bịt Mặt. Kỳ trận của bổn môn nhất định có thể dây khốn năm tên hung đồ ấy không? Cụ già áo vàng cười nhẹ lắc đầu. Thất thất liên hoàn trận tùy biến hóa vô cùng, uy lực cao cường, nhưng cũng đã gãy đổ dưới yêu xà chỉ của bọn chúng thôi. Hòa Sĩ Kiệt hơi bất mãn nói. Trận pháp biến quá kỳ diệu, trừ những người biết rành trận pháp mới phá được, chứ không thể dùng sức mà xông bừa. Cụ già áo vàng Bịt Mặt cười nhạt đáp. Lời nói tuy nghe rất có lý, nhưng dù có cao siêu cỡ nào cũng chỉ là sức người. Thử nghĩ những cao thủ ở trong trận đụng phải yêu xà chỉ có còn sống được chăng? Hai người đang đối đáp qua lại, chợt nghe trong trận tiếng hò hét vang lừng cả một góc trời. Té ra năm quái nhân sau khi xông vào trận, trận thế lập tức phát động xôn xao. Bọn họ cảm thấy trước mắt bóng người lao sao trùng trùng điệp điệp, chặn ngăn mọi lối tiếng, đồng tây tả hữu, đâu đâu cũng nhấp nhón bóng người, kiếm ảnh văng văng như muôn ngàn mảnh lưới nhện phủ chụp chung quanh.
Bọn họ bình tĩnh dừng bước, im lặng quan sát trận cuộc biến hóa. Thất thất liên hoàn trận, căn cứ theo vị trí bãi vì sao bắt đầu ở trên trời. Cứ bãi người là một đội liên thủ tấn công một địch thủ, quy lực ấy tất nhiên là phải dũng mãnh vô cùng. Năm quái nhân đang đứng yên quan sát, bỗng một tiếng quát dữ dội, bãi đệ tử của Nga Mì phái thành một hàng chữ dằn ngang phóng ập tới, dùng tay xuất công nhanh như làn điện chớp. Cuồng phong theo đà tai bay, người sầm sập phốc ào ra, cơ hồ có thể là lỡ núi nghiêng non. Các đá bốc khỏi mặt đất dèo dèo bay tung trong không khí. Năm quái nhân vì chưa biết hư thực ra sao nên không dám dung chưởng đỡ thẳng. Bóng người cũng thấp thoáng như biến như bay. Năm người với thân pháp cực kỳ tinh xảo, lẹ làng thoát tránh khỏi luồng chưởng lực kinh hồn của bãi người vừa công tới. Nhưng năm quái nhân chưa kịp đứng vững bước chân, đợt chưởng phong thứ hai cùng bãi người văng ngang hình chữ nhất, đồng thời lao ập tới xuất thủ liên công. Bãi người cùng liên tai phát chưởng, quy lực không những cương liệt khó bị, mà động tác cũng cực kỳ nhanh chóng. Từng đợt tiếp nối tấn công khích khào chặt chẽ, không hề tạo một khe hở có thể dung túng cho đối phương thừa cơ phản kích. Bởi thế cho nên kẻ nào công lực nông cạn một khi sa vào trận cuộc, không sao chịu đựng nổi thế trận, rốt cuộc phải bị phơi thay tại chỗ. Bằng may mắn thì cũng đành thúc thủ chịu trói. Năm quái nhân sau khi nhập xong vào trận, tuy tự tin vào tài nghệ cao diệu của mình, nhưng trận nội khác hẳn sự giao tranh bình thường. Nếu như chẳng biết cách phá trận, dù gió công cao thâm đến đâu cũng vô phương ứng dụng. Bọn họ nhờ ở thân pháp mau lẹ tránh khỏi đợt công thứ nhất, nhưng qua đợt công thứ hai, thứ ba đã cảm thấy khó khăn luống cuống cả tay chân. Sau khi qua thời gian uống cạn tuần trà, tiếng sát phạt của 49 đệ tử Nga Mi càng lúc càng rền vang phấn khởi. Trả lại năm quái nhân khi lò tránh né, chỉ kỵ nghĩ chân muốn xông ra khỏi trận, nhưng tất cả đều bị chưởng phong của đối phương đẩy lui trở lại, mà áp lực của thế trận càng lúc càng nặng nề siết chặt họ lại. Kỳ Phong đạo nhân nhìn thấy cục diện đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, đắc chí cười ha hả. Lũ ác đồ, bọn người khó mà chịu đựng nổi với trận thế thêm nửa canh giờ. Trường kiếm trên tay của y càng huy động nhanh thêm. 49 đệ tử của Nga Mi trong trận răm rắp nhìn theo thế kiếm chỉ huy, càng tấn công thêm nhặt, chưởng phong cuồn cuộn như sóng vỗ ba đào. Từng đợt ào ào phủ chụp đến năm người. Năm quái nhân từ lúc xông vào trong trận, nhờ ở thuật khinh công cao diệu mới tràn tránh cầm cự miễn cưỡng được đến giờ. Nhưng người nào cũng mồ hôi vã ra đầy người, ướt thấm cả vạt áo sau trước. Động tác tràn tránh chừng như đã mệt mỏi và chậm chạp phần nào rồi. Hoa sĩ Kiệt đắc ý cười khẽ, giật chéo áo của cụ già bịt mặt áo vàng, giọng hân hoan nói: "Giờ đây lão tiền bối chắc phải tin tưởng quy lực của thất thất liên hoàn trận rồi. Chỉ nửa canh giờ sau, năm quái nhân hung ác này nhất định phải chết thảm ở trong trận đó." Lão già bịt mặt lắc đầu nói: "Không đâu, nếu như bọn họ thì thố tuyệt học ra, tình thế sẽ đảo lộn trong khoảnh khắc thôi." Lúc ấy năm quái nhân bị kẹt ở trong vòng trận, cảm thấy áp lực bốn bên càng lúc càng nặng nề, tâm tình của mỗi người càng lúc càng trầm trọng theo. Quái nhân áo xanh chợt than dài một tiếng: "Chúng ta từ lúc xuất đạo cho đến giờ, đây là lần đầu gặp phải kình địch, thực lực của Nga Mi chẳng phải xem thường được. Chả trách 20 năm về trước sư phụ phải chịu bại dưới tay của họ." Quái nhân áo trắng liền ngắt lời: "Hay là chúng ta đồng thi thố yêu xà chỉ tuyệt học?" Chưa kịp hết lời thì một hàng đạo sĩ bảy người thế mạnh như một dải băng sơn ầm ập lao tới. Quái nhân áo xanh vội thét lớn: "Hãy tránh cho mau!" Năm người thân ảnh đồng lượt như năm chiếc pháo thăng thiên, dời năm sắc xanh vàng đen đỏ trắng khác nhau, giọt thẳng lên cao dư ba trượng, chờ cho đợt đạo sĩ ấy trôi qua mới từ từ đáp xuống. Quái nhân áo hồng lè lưỡi lắc đầu: "Nguy hiểm thật, hai bắp chân của tôi xích nữa thì đã bị kình lực của đám mũi trâu ấy quét trúng rồi." Quái nhân áo xanh vội giật ngang nói: "Lúc nãy lão tam đề nghị chúng ta dùng xà yêu chỉ để đối phó với bọn chúng, nhưng chúng ta không có cơ hội để ra tay,
bọn chúng lại từng đợt nối tiếp nhau ập đến như thế này. Chúng ta làm sao mà áp dụng yêu xà chỉ cho được? Quái nhân áo vàng chen lời nói. Theo sự quan sát của ta thì thất thất liên hoàn trận lợi hại thật nhưng vẫn còn có chỗ sơ hở. Quái nhân áo xanh dội lên tiếng hỏi. Lão ngũ, nói mau đi. Chúng sơ hở ở những điểm nào? Quái nhân áo vàng cười khẽ đáp. Bọn chúng bảy người một đợt liên tài xông đến. Quy lực của bảy người thành một, tất nhiên là phải hùng hậu khó cự. Nhưng nếu trong bảy người có một tên không chịu kịp thời phối hợp, lực lượng của sáu người kia thì nhất định sẽ yếu đi phần nào và không thể phát huy. Quái nhân áo xanh ngắt ngang lời nói của người áo vàng rồi hỏi tiếp. Lão ngũ nói khá có lý, nhưng không hiểu mi tìm thấy chỗ chi gọi là sơ hở. Quái nhân áo vàng cười nhạt một tiếng rồi đáp. Trong một đợt bảy người của chúng, luôn luôn gã đạo sĩ đứng ở vị trí thứ năm động tác có phần chậm chạp và công lực cũng kém hơn. Quái nhân áo xanh xoa tay cười khanh khách nói. Lão ngũ người tâm địa tinh tế nha. Nếu quả thế thì chúng ta đã có cách phá trận rồi. Quái nhân áo trắng vội hỏi. Cách phá trận thế nào nói mau đi. Bọn chúng lại xông tới rồi kìa. Quái nhân áo xanh kề tai của bốn người kia rỉ rả vài câu. Cả bọn đắc ý cười to lên. Cùng lúc ấy một tiếng quát rập lên như sấm động. Một đợt bảy đạo sĩ đã văng hàng xông tới. Năm quái nhân đồng thời thét lên một tiếng làm hiệu lệnh. Mười cánh tay nhất tề bổ vào người của đạo sĩ, đứng thứ năm trong hàng. Bình! Tiếp theo đó là một tiếng rú thảm thiết, thân hình của gã nạn nhân nọ bật ngược ra sau và bắn ra xa đến hơn cả trường. Sáu đạo sĩ còn lại động tác gì đó mà chậm đi phần nào. Trong thời gian khoảnh khắc nháy mắt ấy, tuyệt học xà yêu chỉ của năm quái nhân đã được kịp thời tung ra. Sáu gã đạo sĩ thì nhào rú gào thảm thiết. Từng người một nói nhau rủ xuống giống như là thân chuối trước cuồng phong. Năm quái nhân đắc ý đồng buông ra một trận cười lanh lảnh ngông cuồng. Kỳ Phong đạo nhân đứng chỉ huy nơi giữa trận, thấy thế tái mặt kinh hoàng. Thanh kiếm ở trên tay lại huy động càng nhanh. Từng đợt đạo sĩ như sóng triều lớp lớp nhắm vào năm quái nhân mà xông tới. Năm quái nhân cứ y theo phương pháp vừa rồi, dùng yêu xà chỉ triệt hạ đối phương. Lớp trước ngã, lớp sau vẫn đạp bừa lên xác của đồng bọn, rồi ngang nhiên xông tới, đáng thương cho 49 gã đạo sĩ, từng người một gục ngã dưới ngọn yêu xà chỉ vô cùng tàn độc của năm quái nhân. Cụ già bịt mặt núp mình sau tảng đá nhắm mắt than dài. Ôi sát nghiệp, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn mà. Hòa sĩ Kiệt đang lặng người khiếp hãi, chợt nghe cụ già bịt mặt kêu lên mấy tiếng như thế. Chàng không khỏi lạ lùng, dội lên tiếng hỏi. Lời của lão tiền bối vừa rồi dụng ý thế nào? Cụ già bịt mặt lại thở dài và buồn buồn cất tiếng nói. Dùng yêu xà chỉ để tạo thành một trận tàn sát vô lượng như thế, chẳng phải sát là gì? Gã Kỳ Phong đạo nhân chỉ huy thất thất liên hoàn trận, cứ giữ mực theo phương pháp cũ tấn công, không biết tùy thời tùy người. Để biến hóa cho diệu kỳ, cho thích hợp, để cho đối phương đột phá được và tùy tiện chém giết, đáng gọi là ngu xuẩn hay không? Hoa sĩ Kiệt chỉ gục gặt mà không đáp. Chàng quay nhìn vào trong trận thì thấy thất thất liên hoàn trận khoảnh khắc đã bị phá tan. Kỳ Phong và 49 đệ tử của Nga Mi phái chết ngổn ngang khắp cả mặt đất, kẻ đứt đầu người gãy tai, cảnh tượng vô cùng bi thảm. Chàng chẳng nỡ nhìn lâu. Hoa sĩ Kiệt là một thiếu niên tính tình trung hậu, thấy sư huynh chết thảm như thế, không khỏi nước mắt bật trào, nghiến răng rít giọng nói. Ta phải báo thù, phải vì các sư huynh đệ đồng môn đòi cho được món nợ máu này. Cụ già bịt mặt trầm giọng cản ngang nói. Nhóc con, cố gắng mà nhẫn nại đi. Muôn ngàn lần không nên vọng động uổng thân. Có cầu quần tử báo thù 3 năm, tiểu nhân mới liều lĩnh nhất thời. Cố dàn lòng luyện thành tuyệt kỹ xong, sợ chi mà không có cơ hội để báo thù. Hoa sĩ Kiệt vốn thông minh tuyệt đỉnh, nghe qua lời khuyên sâu xa của cụ già, liền hội ý gật đầu vòng tay cảm tạ. Nhờ ân lão tiền bối chỉ điểm thiệt hơn, giảng bối xin tâm lĩnh. Quần hào trên thể đài trước tình trạng thảm sát chẳng nới tay của năm lão quái nhân, liền nhìn nhau kinh hãi rụng rời. Năm quái nhân cất tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ, nhích lần về phía khán đài.
Quái nhân áo xanh dẫn đầu đi trước gằn giọng quát to. Tất cả đám đạo sĩ thối cùng những tên trọc trên thế đài kia, hãy mau lăn xuống mà nạp mạng, hãy còn chờ chúng ta lên giết một lượt cho gọn. Thanh âm lồng lộng vang đập vào bốn phía rừng cây tựa như những tiếng dục giả của tử thần trước đoàn âm binh tử quỷ, khiến cho người nghe đều rợn rợn da lưng, lặng im không một tiếng đáp. Nga Mi Chưởng Môn Ngộ Tịnh chân nhân trước tình thế hung hiểm hiện tại tự biết khó khỏi đại nạn vong thân. Ông chậm chạp đứng lên, không dằn được cảm khái ở trong lòng, ngẩng đầu thở dài một hơi não nặng, đoạn bước vào quần hùng trên thể đài dòng tài lớn tiếng nói. Ngộ Tịnh, tôi vì vô đức vô tài chấp chưởng chức vị trưởng môn của bản phái chưa đến trăm ngày đã gia phải nạn to, lại còn làm liên lụy đến chư vị hảo hữu của các phái chết một cách uổng hoàng vô cớ. Bần đạo chỉ còn cách thống lãnh toàn đệ tử của bản giáo tự tận trước mặt năm gã hung đồ để yêu cầu chúng rộng dung cho quý vị an toàn rời khỏi nơi đây. Hầu chuột tôi mình trong muôn một với chư vị bằng hữu. Nói tới đây âm thanh đã tắt nghẹn ở trong cổ họng và nước mắt đã thấm xuống như mưa. Ngộ Tịnh chân nhân gạt nước mắt quay sang các đệ tử của mình lớn tiếng tiếp lời. Các đệ tử Nga Mi hãy cùng ta xuống thể đài. Các đệ tử của Nga Mi ùn ùn rời ghế đứng lên theo chân của Ngộ Tịnh nhảy đáp xuống sân rộng. Quần hào có mặt ở trên thể đài đều nhất thời trầm ngâm biến sắc đứng dậy. Cùng lưng trưởng môn Trì Cơ Tử cùng La Phù Ni Ni đạo cô định lên tiếng cản ngăn Ngộ Tịnh nhưng đã không kịp. Ngộ Tịnh chân nhân thống lãnh trên 100 đệ tử sải tiến tới khoảng sân rộng, chỉ vào mặt của năm quái nhân nghiêm trang cất lời nói. Nằm gì đã đến đây tìm thù? Ngộ Tịnh tự biết mình địch không lại nên thống lãnh tất cả đệ tử của bản phái tự tận trước mặt của năm vị. Nhưng chúng tôi có một yêu sách cuối cùng. Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh. Yêu sách gì? Nói mau! Ngộ Tịnh chân nhân nét mặt rắn lại rồi chậm rãi tiếp lời. Hoàng có đầu nợ có chủ. 20 năm về trước Nga Mi chúng tôi cùng các người gây nên một đoạn ân oán, thì hôm nay do bản phái kết liễu trước mặt chư vị là đủ rồi. Giả lại chuyện này đối với bằng hữu trên giang hồ các phái thật vô can. Bần đạo cùng tất cả các đệ tử lớn nhỏ bằng lòng tự tận để tròn kết vấn đề ân oán ấy, chỉ mong các vị nghĩ dùm. Trời có đức háo sanh, dung tha cho tất cả các bằng hữu giang hồ đến đây tham dự đại hội hôm nay được an toàn rời khỏi nơi đây. Lời yêu cầu cuối cùng ấy quý vị có bằng lòng hay không? Năm quái nhân cùng đưa mắt nhìn nhau hội ý. Cuối cùng quái nhân áo xanh vẫn dừng lên tiếng. Được rồi, lão mũi trâu nhà ngươi mau tự kết liễu đi thôi. Ngộ Tịnh chân nhân thấy năm quái nhân có vẻ chấp thuận lời yêu cầu của mình, liền thập quỳ xuống, hướng về phía cửa chùa lâm râm khấn nguyện. Nga Mi phái trừ vị tổ sư lịch đại nơi cõi trên linh thiền chứng giám, đệ tử Ngộ Tịnh tài sơ đức bạc, hôm nay gặp phải họa to, đệ tử tự thẹn mình không phương lãnh đạo để cứu thoát cho bản môn tránh một cuộc tai ương, xin tự tận trước dòng linh của chư vị tổ sư để chuộc lỗi trong muôn một. Ông từ từ đứng dậy ngẩng đầu rồi sang sảng nói tiếp. Chư vị bằng hữu võ lâm, thịnh tình của chư vị hôm nay không thể báo đáp, xin hẹn kiếp lai sinh. Dứt lời liền nhấc cao tay chữ quật mạnh trở xuống ngay thiên linh cái của mình. Thân hình lập tức rũ xuống như cây thịt đổ chết liền khi ấy. Thoáng mắt sau, tất cả đệ tử Nga Mi phải đều ngôi gương của chưởng môn lần lượt nhất chưởng tự tận chết la liệt khắp chung quanh thi hài của Ngộ Tịnh. Trên sân rộng nhất thời máu tươi thành rãnh, thi hài chất đóng như non, mùi tử khí nồng nặc ở trong sân trường. Năm quái nhân dửng dưng nhìn những thây người ngã xuống, cùng ngửa mặt buông lên những tràng cười âm trầm khủng khiếp như vô cùng đắc ý,
với cảnh sắc máu gây ra ở trước mắt của mọi người. Hoa sĩ Kiệt mục kích trận thảm sát kinh hồn trước mắt, đau đớn muốn ngất đi được. Ánh mắt của chàng đỏ ngầu như lửa, nghiến răng hằn học: "Sư phụ, đệ tử quyết vì sư phụ mà báo thù." Dứt lời, chàng như một tên điên phóng ra khỏi mỏm đá liều mạng với năm quái nhân. Bỗng nhiên chàng cảm thấy một luồng khí âm nhu kỳ lạ như trói chặt lấy châu thân và tay chân, khiến cho chàng té quỵ xuống và lăn trở ra sau mỏm đá. Hoa sĩ Kiệt rất mực kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn lên. Cụ già bịt mặt không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của chàng, nghiêm mặt trách cứ: "Nhóc con quá là khó dạy mà." Hoa sĩ Kiệt lớn tiếng cầu khẩn: "Lão tiền bối, giảng sinh gian người đừng ngăn trở, giảng sinh muốn được chết tại linh tiền của sư phụ." Cụ già bịt mặt dần dần dịu giọng, rồi thở dài cảm khái nói: "Ê, nhóc con, tấm lòng hiếu thảo của mì thật đáng khen, nhưng lão phù có một câu muốn hỏi người. Phái Ngà Mì hiện tại còn lại được mấy người?" Hoa sĩ Kiệt nghe nói lời này liền giật mình, tâm tình bi phẫn cùng cực đã từ từ lắng xuống. Chàng thở dài một tiếng rồi đáp: "Chỉ còn lại một mình giảng bối thôi." Cụ già bịt mặt dục trở nên nghiêm nghị nói: "Nếu thế, Mì chính là trưởng môn đời thứ 24 của Ngà Mì phái. Nhóc con, trách nhiệm trên vai của ngươi không nhỏ đâu. Sự tồn vong hưng tuyệt của Ngà Mì từ nay đều trông cậy vào một tay ngươi. Khá mà thận trọng lấy bản thân." Hoa sĩ Kiệt rúng động cả tinh thần, mặt mũi vã mồ hôi chảy hòa theo nước mắt. Trong nhất thời chàng chẳng biết đó là nước mắt hay là mồ hôi. Chàng nhắm mắt thở dài nghẹn ngào rồi nói: "Ê, dạng bôi không tuẫn tiết theo gương của sư phụ, trộm sống một mình còn mặt mũi nào nhìn gió lâm thiên hạ nữa chứ." Cụ già bịt mặt sẵn giọng nói: "Đấy là ý nghĩ của kẻ thất phù thôi." Hoa sĩ Kiệt dục đứng thẳng người lên, ưỡn ngực, tay nắm chặt trong một dáng điệu thật là cương quyết. Chàng nói: "Dạng bôi phải sống đỡ vì sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ mà báo thù. Dạng bôi nhất định phải trùng hưng Ngà Mì bản phái." Cụ già bịt mặt thoáng nghe rồi hài lòng gật đầu nói: "Đấy mới đúng là ý chí của kẻ anh hùng. Những vị anh hùng hào kiệt xưa nay lưu danh cùng hậu thế đều từ trong sự khốn khổ hoạn nạn phấn đấu mà thành danh. Tiểu tử nên vì đại cuộc mà nhẫn nại, bảo trọng lấy thân mình. Sau này tất có ngày báo thù tẩy hận, khôi phục cơ nghiệp của phái Ngà Mì." Hoa sĩ Kiệt đứng thẳng người cung kính đáp: "Xin vâng." Cho cả hai nghe một tiếng thét nảy lửa: "Đứng lại!" Cụ già bịt mặt cùng Hoa sĩ Kiệt đồng loạt giật mình, vội xoay đầu nhìn xuống khoảng sân rộng, thấy quần hào trên thể đài đang ùn ùn kéo nhau tẩu thoát. Nghe tiếng quát của năm quái nhân đều cẩn người đứng lại. Chưởng môn phái Cùng Lùng Trì Cờ Tử nhíu mày hỏi: "Các hạ chẳng phải đã đồng ý lời yêu cầu của Ngộ Tịnh chân nhân rồi chăng?" Quái nhân áo xanh cười nhạt nói: "Ta đồng ý hồi nào?" La Phù Ni Ni đạo cô không dằn lòng thêm được nữa, cười khải chêm lời vào: "Thế các hạ muốn gì?" Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh: "Các ngươi đều điếc cả hay sao mà cứ hỏi mãi có một câu ấy thôi? Thấy phiêu là người chết, hôm nay đừng ai mong sống sót rời khỏi Ngà Mì Sơn này." Quần hào ở trên thể đài đều kinh tâm biến sắc lạng người, không ai thốt được một câu. Ni Ni đạo cô, Tri Cơ Tử đôi mắt nhìn nhau hội ý, cùng mím môi nhảy xuống thể đài, tiến đến trước mặt của năm quái nhân. Quái nhân áo trắng giơ tay chỉ vào hai người lạnh lùng rồi hỏi: "Hai người đến đây để tự tận hay định giở trò thối gì? Chó cắn người à?" Ni Ni đạo cô cười khải nói: "Còn dùng xéo lắm cũng phải hoàng. Chúng ta dù sao cũng là chí tôn của một phái, đâu có dễ chịu nhục để thân phận của mình bị chà đạp như vậy. Nếu chư vị chẳng giữ lời hứa, hai chúng tôi chỉ còn cách cùng chư vị liều đấu một trận sống còn thôi." Quái nhân áo trắng bật cười lòng lộng: "Hoan nghênh, hai người cứ tiến lên một lượt tốt hơn." Ni Ni đạo cô, Tri Cơ Tử nét mặt rắn lạnh như được phủ lên một lớp băng sương, rồi soạt một tiếng, cả hai song song rút phần khí giới trên người ra. Ni Ni đạo cô dùng cây gậy phi long đầu,
Thì cơ tử, tài lâm lâm ngọn roi, thần. Và cả hai cùng đem tất cả thượng thặng võ công ra sử dụng, phân thành hai phía, tiến lên tấn công quái nhân áo trắng. Trong loáng mắt, hai người đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhằm vào các yếu huyệt chí mạng trên người của đối phương. Mỗi chiêu mỗi thế của hai người đánh ra đều là những tuyệt kỹ hạng hữu thế nhân. Kình phong từ bốn phía ào rít veo véo, các đá bay vèo vèo loang mù trong không gian. Quái nhân áo trắng dù rất tin tưởng ở tài nghệ của mình cũng không khỏi chột dạ hãi thầm. Võ công của hai người này vượt hẳn số đồng kia, thật không hổ là trưởng môn nhân của một phái võ học. Gã không còn dám khinh lờn, vội võ thuật khinh công tuyệt đẳng luồn lách tránh khỏi ba chiêu lợi hại của hai người. Tuy cơ tử thấy ba chiêu tuyệt học của mình đã rơi vào khoảng trống, càng kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương. Ngọn roi vàng ở trên tay càng dung nhập luân hồi cửu thức. Một tuyệt học võ nghệ của Cung Luân phái đã theo ngọn roi bay ra từng thức một. Thế rồi dùng dút như sóng cuộn trường giang, từng lớp kình phong sầm sập sô dân cuốn tới dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Ánh vàng thấp thoáng văng văng, thân hình trắng toát của đối phương cơ hồ ngập chìm trong bóng roi vàng liền. Ni Ni đạo cô cũng không chịu kém, chiếc gậy đầu rồng trên tay xé dù không khí. 19 thức phòng dần lòng hổ quái, tuyệt kỹ của phái La Phù, nối tiếp nhau trong bóng gậy như thác nước trút dồn càng lúc càng nhanh, mường tượng như là màn lưới gậy chụp xuống đầu của bóng trắng. Quái nhân áo trắng khẽ quát lên một tiếng, thân hình quyển chuyển như giao long dần mặt biển. Đôi tài áo lụa phất phơ như một đôi rắn bạc, thoăng thoắt xoay luồn giữa binh khí của hai đối thủ, trông rất là ung dung nhàn nhã. 10 hiệp trôi qua, ba bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng xoay cuồng càng lúc càng mau. Cuối cùng chỉ còn lại một làn khói mờ xoay vòng giữa trận, không còn nhận thức được bóng người nữa. Giữa lúc mọi người đang đổ dồn tất cả tinh thần vào cuộc đấu khốc liệt trên sân trống, chợt có tiếng rú thảm thiết đột ngột vang lên. Ba đối thủ đang hăng say trong trận chiến cũng đều thâu tai đón hướng quay nhìn. Kịp thời thì thấy ba thân hình vạm vỡ của ba đại hán ngã lộn mèo xuống thế đài. Và quái nhân áo xanh sắc mặt đang giận dữ hừ lạc một tiếng và quát to: "Các ngươi đừng hòng trốn chạy được." Té ra ba đại hán lúc nãy là ba tay cao thủ trên thể đài. Thừa lúc mọi người đang chú mục vào trận đấu định chuồng, thì phía sau hậu đài đã quái nhân áo xanh xuất hiện kịp thời, liền dùng giao công thiếu chi thần công, đánh cả ba rơi xuống đài chết tốt. Tri cơ tử niệm một câu Phật hiệu giọng trầm trầm: "Vô lượng thọ Phật, các người sát nghiệp lớn lao đến như vậy, không sợ quỷ thần nổi giận thiên lý khó dùng sao?" Quái nhân áo xanh hừ mũi một tiếng rồi cười khải nói: "Cầm cái miệng thối của ngươi lại đi. Lão Tam, mau đưa hai tên này về Tây Phương cho rồi." Ni Ni đạo cô giận dữ thét to: "Còn quỷ xanh khát máu ngươi, chỉ có mi là sát nghiệp nặng nhất đó." Lòng trong tiếng quát, cây gậy rồng đã bay ra đột ngột, quét thốc vào lưng của quái nhân áo xanh. Thế gậy ấy bà đã trút theo 10 thành công lực, định trong một chiêu sấm sét đánh gục đối phương. Chiêu thế đã thần tốc, đôi bên lại đánh nhau rất gần, nên đầu gậy vừa dung lên thì đã nện thẳng đến người của đối phương, một chút cũng không sai lệch. Thế nhưng, sau một tiếng bịch nặng nề, đầu gậy trên tay của Ni Ni đạo cô đã bị một sức phản chấn lạ lùng trên thân hình của quái nhân áo xanh đẩy trở lại. Gậy đầu rồng suýt nữa đã vụt khỏi bàn tay. Ni Ni đạo cô ngẩn cả người thầm nghĩ: trên người gã ác đồ này sao lại luyện được một loại cương khí hộ thần hay đến như vậy? Quái nhân áo xanh thấy thần sắc sững sờ của đối phương liền bật lên một tràng cười khiêu khích: "Không ngờ mụ ác già này lại biết cả lối đánh lén người ta ha." Miệng nói, năm ngón tay xòe ra 5 luồng chỉ phong sắc nhọn, liền đó lao dút vào 5 đại huyệt trên người của Ni Ni đạo cô. Tri cơ tử khẽ thét to: "Thiên tai, thiên tai, ác đồ, mới vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu sao?" Tiếng roi vàng liền dung ra một chiêu hoành đoạn chấn đạo, chấn ngang 5 luồng chỉ kình nọ. Xoẹt.
Ngọn roi vàng trên tay của Tri Cơ Tử đứt phăng làm hai đoạn. Năm ngọn chỉ phong đã bị ngọn roi cản trở, lực đạo đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lùi Ni Ni đạo cô ra sau hai bước. Tri Cơ Tử nhìn thanh roi gãy đôi đứng sững ra như trời trồng. Ngọn roi vàng được đúc bằng thuần gan, chém sát như bùn kia, lại không chịu nổi năm làn chỉ phong của kẻ địch, đủ thấy võ công của đối phương lợi hại đến bực nào. Ni Ni đạo cô cũng không kém phần sững sờ kinh ngạc. Quái nhân áo xanh cười nhạt. Bao nhiêu đó cũng chưa mấy là lạ đâu. Tại hạ bằng lòng đứng yên, chịu cho hai người đánh thêm trên mình ba chưởng mà không hề trả đòn lại. Tri Cơ Tử giận gầm lên. Ác đồ quá ngông cuồng. Ngọn thiết tầm chưởng của lão phù sức mạnh đánh ra đâu có dưới 1.000 cân. Đừng có nói là thân hình bằng da bằng thịt kia, mà cho đến cơ thể bằng thép rồng đi chăng nữa cũng khó mà chịu đựng luôn ba chưởng của lão phù. Quái nhân áo xanh nhếch mép cười khinh thị. Lão mũi trâu núi Côn Luân, mì nếu không tin thì cứ việc ra tay làm thử đi. Tri Cơ Tử gằn giọng. Đây là tự mi muốn chết, đừng trách lão phu đánh người không chống cự lại. Quái nhân áo xanh xa sầm nét mặt rồi nói. Đừng có nhiều lời, cứ tha hồ mà ra tay. Bổn nhân đến giờ ngọ ba khắc sẽ đưa các ngươi đến âm ti phục chỉ đó. Sào mỏm đá ở phía xa xa. Hoa Sĩ Kiệt từ nãy giờ đứng im nhìn trận cuộc, bỗng dục quay lại hỏi cụ già bịt mặt. Gã áo xanh hung đồ kia muốn chết chắc. Gã làm sao mà chịu nổi một thiết tâm chưởng của Tri Cơ Tử, huống hồ là ba chữ. Cụ già bịt mặt trong khi nhắm mắt trầm tư, dường như đang suy tính chuyện gì. Nghe lời hỏi của Hoa Sĩ Kiệt liền thoáng mắt ra rồi lắc đầu đáp. Tri Cơ Tử không thể xuống tài đầu. Hoa Sĩ Kiệt có vẻ không tin vội hỏi. Tại sao? Cụ già bịt mặt cười nhẹ nói. Vì Tri Cơ Tử là một nhân vật chính phái, lại là chưởng môn của một phái. Trước mắt mọi người làm sao có thể xuống tài đánh một kẻ không kháng cự lại chứ. Hoa Sĩ Kiệt như vẫn chưa tin, chàng vội đưa mắt nhìn trở vào ở trong trận. Quả nhiên đúng như lời cụ già đã đoán trước, chàng thấy Tri Cơ Tử nhất cao hữu chưởng chém dục vào sau lưng của quái nhân áo xanh. Nhưng khi chưởng thế còn cách xa thân hình của đối phương độ 1 gang tay, ông bỗng thu hồi chưởng lại mà không đánh xuống. Hoa Sĩ Kiệt chép miệng than dài. Quả đúng là sở liệu của lão tiền bối, Tri Cơ Tử chẳng đành hạ thủ. Cụ già bịt mặt gật đầu chậm rãi rồi đáp. Người của chính phái khác hẳn với nhân vật của tà phái là như thế. Người sau này trải thân kinh lịch giang hồ nên bắt chước theo hành vi của Tri Cơ Tử. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy lời của cụ già luôn luôn hàm ẩn những ý nghĩa dạy dỗ thành nhân. Chàng gật đầu vân dạ luôn miệng. Quái nhân áo xanh đứng sau lưng về phía Tri Cơ Tử, đợi mãi mà không thấy chưởng lực của đối phương đánh xuống, vội quay người lại nhìn thấy Tri Cơ Tử đã thu tay về, nhảy lùi cách xa ra 3 bước. Gã lấy làm kinh lạ vô cùng, nhíu đôi lông mày rồi hỏi. Lão mũi trâu sao không chịu đánh xuống đi? Tri Cơ Tử lắc đầu. Lão phù không muốn lấy mạng mì với một thủ đoạn ám muội, cứ quang minh chính đại giao tranh với nhau để mì chết mà lòng vẫn phục. Quái nhân áo xanh bật cười khanh khách. Lão mũi trâu, kể ra ngươi cũng là một tài chính nhân nghĩa hiệp. Bổn nhân hôm nay phá lệ cho mì được sống còn, nhưng tội sống thì khó dung, phải móc đi đôi mắt của ngươi. Đó là quy luật của bổn môn, thấy phiêu là người chết. Người mất đi đôi mắt kể như là đã vĩnh tuyệt giang hồ, dù sống cũng như đã chết thôi. Tri Cơ Tử ngửa cổ cười sặc sụa. Được, được lắm. Đa tạ ân hậu của ngươi, chúng ta bắt đầu động thủ được rồi. Hai người vừa dứt lời liền đồng thời xuất thủ. Tri Cơ Tử chập đôi song chưởng đẩy mạnh trở ra. Quái nhân áo xanh cũng lẹ làng nghiêng mình quật ra một chiêu nhanh hơn điện giật. Trong thoáng mắt của quần hùng, thân hình của hai người vừa hợp rồi bỗng liền phân rời. Tri Cơ Tử bật lùi luôn 3 bước, rống lên một tiếng đau đớn, lấy tay bụm mặt, máu tươi từ kẻ tay rịn chảy dài. Quái nhân áo xanh quát to, lão mũi trâu núi Côn Luân, người có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Tri Cơ Tử gầm lên một tiếng kỳ lạ, liều lĩnh lao đầu vào ngực của quái nhân áo xanh.
Quái nhân áo xanh lập tức nhấc người lên khỏi mặt đất năm thước, tay phải lẹ như chớp, vừa quấu vừa đẩy, chiếc đầu của tri cơ tử liền tông thẳng vào một dầu đá cách xa đến độ một trượng ngoài. Sau một tiếng ôi cha thảm thiết, tri cơ tử máu óc tung bay, chỉ kịp giãy giụa lên mấy cái rồi chết liền tại chỗ. Cụ già bịt mặt nắm chặt lấy bàn tay thở dài u oán nói: "Ây, tri cơ tử không hổ là trưởng môn một phái, thà chết không chịu nhục, chết đáng khen, chết đáng khen lắm." Hoa sĩ Kiệt nhắm mắt lắc đầu nói: "Nhưng ông ta chết thảm quá." Quái nhân áo xanh thấy tri cơ tử tà chết chứ không chịu nhục, không khỏi bàng hoàng kinh thầm. Trong khoảnh khắc ấy, lòng của gã nổi lên một cảm giác kỳ lạ không sao mô tả được. Một cảm giác mà từ khi xuất sơn cho đến giờ chưa bao giờ gợn qua trong tâm tư của gã. Tâm trạng của bốn quái nhân kia cũng không kém phần dao động khi một kích cái chết vừa hùng tráng vừa bất khuất của tri cơ tử từ trong sâu thẳm của đáy lương tâm họ văng vẳng vang lên một câu trách cứ. Đấy, chính nghĩa không bao giờ khuất phục thế lực ác gian. Rồi như một tiềm thức vô hình nào đó đã đẩy họ không hẹn mà đồng loạt đưa mắt quét nhìn những xác chết la liệt ngổn ngang khắp chung quanh của họ. Một cảm giác lành lạnh không biết từ đâu kéo đến chạy dài trên xương sống của họ. Bất thần ngay khi ấy, từ chân trời bỗng hiện lên sáu bóng và vạch thẳng một đường dài loang loáng xé vào không khí, thoáng chốc đã lướt vào trận nội. Quần hùng đều giật mình, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía ấy. Sáu bóng người vừa đến là sáu vị trung niên đại hán y phục khác nhau. Trên lưng mỗi người đều dắt một đôi trường kiếm, hai huyệt thái dương nổi vòng lên. Ánh mắt ngời ngời tinh quang, khí thế hoài phong lẫm liệt. Trong quần hào có người nhận biết họ, không dằn được, đều mừng rỡ kêu lên: "Thiên ngoại lục kiếm!" Quả đúng sáu người vừa đến chính là thiên ngoại lục kiếm. Bọn họ ngao du khắp giang hồ, tình cờ đi ngang qua đây, nghe được sư phụ của bọn họ là thiên ngoại kiếm tiên có đến tham dự đại hội Nga Mi phái, nên cố tình đến đây để viếng bái sư phụ mình. Sáu người đồng loạt phi thân lên đài, tiến về phía trước mặt của thiên ngoại kiếm tiên, vòng tay cúi đầu làm lễ: "Sư phụ vạn an." Thiên ngoại kiếm tiên thấy sáu tên đồ đệ thân yêu của mình đột ngột có mặt tại nơi đây, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng liền đó thở dài lo lắng nói: "Bọn người đến đây làm gì?" Thiên ngoại lục kiếm thấy thần sắc khác thường của sư phụ như thế, đều hết sức ngạc nhiên. Đại đệ tử thủ tòa là Thăng Dân kiếm khách liền khép nép hỏi: "Bẩm sư phụ, đệ tử chúng con hành hiệp giang hồ bao năm, chưa có dịp về thăm viếng sư phụ. Hôm nay tình cờ nghe tin sư phụ giá lâm Nga Mi kim đỉnh, vội kéo nhau đến đây ra mắt sư phụ. Nhưng dường như..." Thiên ngoại kiếm tiên thở dài một tiếng rồi ngắt lời: "Đồ đệ, các con không nhìn thấy cảnh tượng trong trận đó sao? Còn chưa rời đi cho rồi." Thằng dần kiếm khách cao đôi mày xếp lại rồi rắn rỏi nói: "Chúng đệ tử trải chân khắp giang hồ, được tiên hạ tặng cho trác danh là thiên ngoại lục kiếm. Nếu như hôm nay quả có bọn ma đầu hung tàn ngang dọc tới đây với thiên ngoại thất tinh kiếm trận của chúng con, thầy trò chúng ta liên tài dây kích, có chi mà sợ?" Thiên ngoại kiếm tiên lắc đầu thở dài nói: "Đồ nhi, những tên ma đầu này không như những ma đầu tầm thường khác. Cao thủ giang hồ các phái vô số người đã bị quỷ với ngọn yêu xà chỉ của bọn chúng rồi." Thằng dân kiếm khách khẽ trầm tư một lúc rồi đáp lời: "Chúng đệ tử đã đặt chân đến đây rồi, thấy nguy chẳng trợ cứu, lại cầu an tẩu thoát, sau này sự việc đồn lan ra, người giang hồ trong gió lâm chê cười theo ngu kiến của đồ nhi thì..." Thiên ngoại kiếm tiền khẽ lắc đầu rồi ngắt lời nói: "Đồ nhi đã có nghĩa khí can trường như thế, kể ra cũng không uổng công dạy dỗ của thầy. Được rồi, các con và ta cùng hợp sức bài trận thiên ngoại thất tình kiếm, tầm sức người để biết số trời vậy." Dứt lời, thiên ngoại kiếm tiền thống lãnh các đồ đại của mình tung mình nhảy xuống thể đài, tiến đến khoảng sân rộng. Quái nhân áo xanh thấy bãi người tiến về hướng mình liền nhếch miệng cười lạc rồi hỏi: "Bãi người các ngươi kéo đến đây để tự kết liễu hay định?"
Quái nhân áo xanh chưa kịp trả lời thì thăng dân kiếm khách đã hét to như sấm. Ác đồ, đừng có ngông cuồng. Thầy trò ta bài xong kiếm trận, người có dám vào hay không? Dưới sự chỉ huy của Thiên Ngoại Kiếm Tiên, trong khoảnh khắc họ đã bài xong Thất Tinh kiếm trận, một trận thế mà quần hào gió lâm nghe danh đều dở mật. Quái nhân áo xanh khinh khỉnh liếc mắt nhìn sơ qua thế trận cười nhạt. Với một trận cốc nhái như thế cũng gọi là kiếm trận được à? Thiên Ngoại Kiếm Tiên sa sầm nét mặt, nghiêm giọng bảo. Ác đồ, ngươi đừng có dội xem thường. Ngươi có biết tên trận kiếm này cùng quy lực của trận thế mỗi khi phát động hay không? Quái nhân nghe thế liền đưa mắt ngắm nhìn kỹ. Càng khá lâu cũng không sao khám phá ra được hình thức của trận thế. Tất nhiên là không thể biết được quy lực khi trận thế phát huy như thế nào. Nhưng vốn là một kẻ thông minh, tài xoay sở hơn người, hắn bèn đáp bâng quơ sang chuyện khác. Một trận kiếm nhỏ nhỏ thế này, nhắm cũng chẳng phát huy được bao nhiêu quy lực đâu. Thiên Ngoại Kiếm Tiên đâu phải là hạng người ngu ngốc. Qua lời lẽ của đối phương, liền hiểu ngay gã chẳng biết tên kiếm trận của mình. Và tất nhiên là cũng chẳng rành sự biến hóa của trận pháp. Tinh thần của ông càng thêm phấn chấn, dùng lời khích động đối phương. Tuy chỉ là một trận bá kiếm soàn xỉnh, nhưng những cao thủ trong chốn võ lâm vẫn chưa một ai dám xông vào. Nếu năm người sợ chẳng dám xông vào khôn hồn thì hãy cút đi cho sớm. Lời của ông vừa thốt, quần hùng càng sợ hãi, càng không dằn được sự kinh ngạc. Trố mắt nhìn Thiên Ngoại Kiếm Tiên, phân dân lạ lùng. Năm quái nhân đều là những bậc cao ngạo khác thường. Phương Chi từ lúc xuất sơn cho tới giờ chưa từng nghe qua những lời khinh miệt như thế, không sao dằn được tức tối giận dữ. Quái nhân áo xanh rít lên lanh lảnh. Một tòa kiếm trận tầm thường như thế thì có chi mà không xém xông vào? Thiên Ngoại Kiếm Tiền chống kiếm đứng vào vị trí trung tâm. Sáu tên đệ tử theo sáu cửa, sanh tử khai hợp cảnh đổ. Tới lui xoay vòng càng chảy càng nhanh. Thiên Ngoại Kiếm Tiền gọi to. Kiếm trận đã phát động rồi, năm gã ác đồ ngươi có dám xông vào không? Quái nhân áo xanh học lên một tiếng giận dữ, nhún chân nhảy phóc vào trong trận. Bốn quái nhân còn lại dù muốn dù không cũng trước sau theo chân đồng bọn nhảy vào vòng trận. Thiên Ngoại Kiếm Tiên xỏa tóc, trường kiếm trên tay phát động ra chỉ huy càng phất càng nhanh. Sáu tên đệ tử rầm rập theo sự chỉ huy của trung ương càng dung gươm chạy nhanh khắp trận. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn trắng xóa phủ trùm khắp trận. Năm quái nhân ý y ở tài nghệ hơn người, nhắm mắt xông bừa vào trận. Bọn họ đâu biết rằng Thất Tinh kiếm trận vô cùng lợi hại. Khắp giang hồ chưa một cao thủ nào phá nổi hay an toàn thoát khỏi trận. Lúc đầu tiên mới xông vào thế trận, chỉ thấy bảy người cử động thân hình một cách nhanh chóng. Nhưng thoáng chốc sau, vô phương nhìn rõ được thân hình của bảy người. Cũng theo đó kiếm khí từng lớp một nặng nề khích khao như sơn nhạc từ từ đè ập xuống. Thất Tinh kiếm trận thành danh trên chốn giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỹ của các đại môn phái so bì tinh diệu, trừ Huệ Nguyên đại sư, một vị cao tăng của Thiếu Lâm duy nhất có thể xông ra khỏi trận. Từ 10 năm nay chưa hề có một nhân vật nào dám mạo phạm đến và tiếp nhận sự thử thách của Thất Tinh kiếm trận. Do đó mà Phạm Trường Khương được Võ Lâm tặng cho huy hiệu là Thiên Ngoại Kiếm Tiên, và sáu người đệ tử cũng được trác danh là Thiên Ngoại Lục Kiếm. Năm quái nhân thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu, không khỏi rụng rời hồn vía, nhấc mắt nhìn quanh khắp trận thế. Thấy góc đông nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng đồng lực phóng ra phía ấy. Nhưng năm người chưa nhích đi được ba bước, đã thấy bóng kiếm trước mặt văng văng trùng điệp như vách núi chặn ngang bích lối. Năm người cả sợ, thu nhanh bước chân dừng lại nhìn nhau thẳng thốt. Quái nhân áo xanh quay sang quái nhân áo lục thấp giọng hỏi. Người cảm thấy thế nào hả? Quái nhân áo lục sắc mặt trầm tư, rồi trầm giọng đáp. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung, phần 2 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 3 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.